Nhanh lên. Trúc, giấu cái ba lô đi. Này, cái gì Trúc ấy nhở? Kim dài mới chỉ sang phút thứ 6. Em chậm có 1 phút thôi, chị bỏ qua cho em đi. Dù gì thì cũng chỉ được 5 phút. Mà 5 phút là 5 phút. Chậm là chậm. Quy định thế nào cứ thế mà làm. Miễn xin xỏ. Mà đám các cô nhá, làm thì lười, động một tí là đòi hỏi. Chị muốn trừ thì trừ, đừng cậy có tí quyền mà suốt ngày dở giọng ra coi thường người khác như thế. Này, muốn có quyền ấy thì phải có trình độ. Thế sao cô không phấn đấu học tập mà thay cái chức của tôi đi? Còn trình độ đã thấp thì ngồi im đấy mà nghe, đừng cố chứng tỏ nữa. Còn biết cho có một tí cơm đi. Chị, cho em xíu thôi nha. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Trời ơi Lan, dạo này em mập lắm rồi á. Em mập lắm á? Ừ, nhưng mà em ăn toàn rau mà. Chẳng đắng mà. Vào đi. Anh gọi em ạ? Cô Trúc này, tôi có thông tin là cô chủ mưu kích động mọi người viết đơn đề nghị tăng lương, có đúng không? Em không kích động, đó là nguyện vọng chung của tất cả các chị em trong phân xưởng ạ. Đây, bảng kê năng suất lao động tháng vừa rồi của phân xưởng 2 các cô. Đây, bao nhiêu lỗi, bao nhiêu lỗi sản phẩm đấy, gây thiệt hại kinh tế cho công ty, các cô nghĩ gì? Hơn nữa nhé, tôi cũng nắm được thông tin là các chị hùa với nhau, có thái độ chống đối với chị Hoa trưởng truyền, có đúng không? Người ta là người có trình độ, người ta được đề bạt cũng là lẽ đương nhiên. Các cô có lỗi, người ta nhắc nhở thì có làm sao hả? Còn cô nhé, tuần vừa rồi cô vi phạm bao lỗi hả mà đòi tăng lương hả? Đây, bản chấm công đây, cô vi phạm bao lỗi? Có một số lỗi em tự nhận bản thân mình sai, nhưng có một số lỗi không thể cứ đưa nội quy ra để phạt. Trang nó đang có bầu, cần phải đi vệ sinh nhiều lần, nó cũng cần phải được linh động hơn chứ, không thể tính theo số lần được anh ạ. Thôi, không nói chuyện chi tiết ý hả? Tôi nói ý thức các cô. Các cô mà không thay đổi nhá, là không tồn tại ở cái công ty này đâu. Sắp tới công ty tuyển rất nhiều công nhân mới, các cô mà cứ lơ mơ nhá, cho nghỉ việc hết. Thôi cô đi về đi. Này, vắt tay lên trán mà suy nghĩ những cái đòi hỏi của mình ý hả? Nó có chính đáng không? Vâng. Nhìn thấy cái mặt muốn tống cổ rồi. Còn cô nữa ấy, cứ động việc là cứ sồn. Nhưng mà trong cái đám công nhân ấy, cái con danh con này là láo nhất đấy. Đàn bà các cô đau hết cả đầu. Gì ấy? Bà dì em có chai rượu, với lại ít đồ nguội, hàng xách tay xịn đấy anh ạ. Nếu anh có loại được này. Uống thì không đau đầu. Này, đang tháng cao điểm, mình vỗ về cho nó một tí, cho nó phấn khởi, làm việc cho nó năng suất. Chấm dứt cái đơn hàng này nhá.
muốn giết thế nào mà chả được. Hả? Này, sao hôm nay tự dưng lại nhìn thế này phấn khởi thế nhỉ? Ngớ quá, chưa chán à? Chán làm sao được, căng lắm.